Bây giờ thì Sơn lại có mặt ở ngôi chùa Tam Thanh và động Tam Thanh các bạn ạ. Đây, phía sau lưng Sơn đây thì chính là cửa của đi vào ngôi chùa, chính là cổng, cổng đi vào ngôi chùa Tam Thanh, và trong đó là sẽ có động Tam Thanh luôn các bạn nhé. Thì trong cái video này thì Sơn sẽ lại ghi tất cả những cái hình ảnh ở trong ngôi chùa cũng như là trong động Tam Thanh, xem có những cái điều gì đặc biệt, những cái gì nó lại nói về cái lịch sử của ở đây, thì Sơn sẽ ghi lại những hình ảnh ở đây để truyền tải cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì Sơn mời các bạn đi vào bên trong. Đây các bạn ơi, thì Sơn đã di chuyển vào bên trong rồi. Ngày hôm nay thì ngày thứ hai đầu tuần nơi, cho nên là lượng khách du lịch đến nơi đây cũng không có đông đấy các bạn. Thì bây giờ Sơn sẽ đi vào bên trong cổng hang động và bên trong chùa, xem là bên trong này nó có những cái nét đặc sắc gì, cũng như là có những cái điểm gì đẹp. Thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh nơi đây để truyền tải cho các bạn xem nhé. Phía trên này thì như Sơn quan sát thấy thì đây là vừa là chùa vừa là động luôn các bạn ạ. Bởi vì ở đây thì Sơn thấy là có một cái biển là động Tam Thanh, di tích quốc gia đã được xếp hạng các bạn. Và bên trên này thì có cả bàn thờ các thứ đây này các bạn này. Bây giờ Sơn sẽ đi vào bên trong này. Và trước tiên thì chắc là sẽ vào đây để đặt lễ đó các bạn ạ. Sau đó là tôi sẽ đi khám phá. Ồ, và trong này thì rất là mát. Trong này rất là mát luôn. Sơn quan sát thấy thì nó cũng khá là rộng, khá là rộng và đẹp các bạn ạ. Bây giờ chắc là Sơn sẽ đặt lễ ở đây trước nhá. Sau đó là Sơn sẽ đi khám phá và vào sâu bên trong kia nữa các bạn kìa. Vừa rồi thì Sơn cũng đã đặt lễ ở đây rồi và xin được cái sức khỏe bình an, để có sức khỏe thì Sơn đi được đến nhiều nơi hơn để ghi được nhiều những cái hình ảnh đẹp hơn để truyền tải cho mọi người xem. Đấy, và ở đây thì Sơn cũng có quan sát thấy là có một kiểu như là bông sen đang hứng những giọt nước kiểu như là ở trên hang động này rớt xuống, và nước này thì Sơn nghĩ là rất là mát các bạn ạ. Nhưng mà thôi, Sơn lại không thử nữa, và Sơn sẽ đi sang vị trí khác. Có thể là Sơn sẽ đi lên bên trên này, bởi vì bên trên này thì Sơn thấy có một cái lối đi này, có một lối đi thì Sơn thử lên bên trên để xem sao nhé. Bên trên này thì Sơn quan sát thấy là có một bức tượng Phật, có một bức tượng Phật được điêu khắc các bạn ạ. Đây, bây giờ Sơn sẽ cho nó sáng hơn và Sơn ghi gần lại nhé, vì ở đây thì Sơn thấy là có một bức tượng Phật đứng từ xa được khắc, điêu khắc trực tiếp vào vách đá này luôn, khá là đẹp các bạn ạ, khá là đẹp. Và đứng ở nơi đây thì cảm giác nó rất là tĩnh tâm, cảm giác nó rất là yên bình. Đây, bức tượng Phật này được điêu khắc trực tiếp vào trong vách đá này luôn các bạn này, và bên trong hang động luôn các bạn nhé. Nhưng mà vị Phật này là Phật gì thì Sơn cũng không biết tên. Sơn chỉ biết đây là một vị Phật được khắc trực tiếp, đều khắc trực tiếp vào trong vách đá. Bây giờ thì chắc là Sơn sẽ đi sang phía bên kia nữa. Đi sâu ở bên trong này thì cũng còn rất là nhiều những
kiểu như là ban thờ ở trong hang động này các bạn này. Rất là nhiều những ban thờ ở trong này. Và ở phía này thì Sơn, đây là cung Sơn Trang các bạn ạ. Cung Sơn Trang này thì rất là đẹp, bởi vì là Sơn Trang thì kiểu như là núi rừng ấy, núi đá thì cũng khá là đẹp luôn. Và phía trong hang động này thì cũng khá là rộng luôn, khá là rộng. Và trong này, và trong này thì rất là mát các bạn ạ. Và Sơn sẽ đi sâu vào bên trong hơn nữa, sâu bên trong hơn nữa để xem là ở bên trong này còn có những cái gì nữa các bạn nhé. Và bên trong hang động này nó còn sâu nữa không. Ở bên trong này thì Sơn thấy là nó có rất là nhiều nước, nghe thấy tiếng nước chảy nhưng không biết đó là nước tự nhiên hay là nước được tạo hóa. Hồ Âm Ti, đây mình thấy có tên hồ, người ta đặt một cái tên đây là hồ Âm Ti, có nghĩa là kiểu như là một cái hồ nước ấy các bạn. Và bên kia thì có nước chảy nữa, bên kia thì có nước chảy nhưng không hiểu là đấy là nước tự nhiên hay là nước kiểu nhân tạo nữa. Nhưng thấy nước chảy khá là mạnh. Và sau sẽ di chuyển sang bên này, di chuyển sang bên này sẽ là bên này còn có những gì nữa. Dưới hồ này thì Sơn thấy có cá này các bạn này. Dưới hồ này là có, chắc là người ta có thả cá luôn ở dưới này luôn này. Ôi, hang này rộng quá các bạn ạ. Ra vị trí ở hang này cũng khá là rộng luôn, khá là rộng và cũng đẹp. Nói chung là về những cái hang động ở Việt Nam chúng ta thì rất là nhiều hang động đẹp. Bên trong này nó có một cái ngách nhỏ, ngách nhỏ này thì không biết là bên trong nó còn sâu không và có thể đi vào bên trong được nữa không, thì Sơn cứ thử vào thôi, quay lên. Sơn nghĩ là chắc là có đấy, có thể đi vào bên trong được nữa, nhưng mà trong này thì tối lắm các bạn, trong này không có đèn. Cho nên thôi, Sơn sẽ đi quay sang lối bên đi, di chuyển sang lối bên này. Lối bên này thì quan sát xung quanh ở đây thì khá là rộng rãi, khá là rộng và cũng vẫn có những khối nhũ đá, mọi thứ khá là đẹp. Đây như các bạn xem, khá là rộng, khá là đẹp luôn. Nói chung là tuyệt vời. Đấy, về những cái hang động mà trên đất nước Việt Nam chúng ta, trên các tỉnh đều có những cái hang động rất là đẹp. Và trong động này cực kỳ mát luôn các bạn ạ. Vào mùa hè thì tuyệt vời thật. Nếu đi mùa hè ở đây thì không phải nghĩ, tuyệt vời, rất là mát. Đây một khối kiểu như là nhũ đá nhưng không biết là tự nhiên hay là nhân tạo nữa, nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ Sơn sẽ di chuyển lên bên trên nữa. Vẫn còn rất rộng các bạn nhé, đây vẫn còn rất là rộng luôn. Chúng ta sẽ đến một khu nữa là vẫn là có những ban thờ. Đây thì có ban thờ của ban thờ Thái Thượng Lão Quân này, rồi là có thêm một ban thờ bên kia nữa. Và bên này thì lại Sơn thấy nó có một cái cửa hang rất là rộng kìa các bạn kìa. Kìa bên trên kia nó cái chỗ như các bạn đây, quan sát đây là có một cửa hang khá là rộng này. Thì cái chỗ này ở bên trên là người ta có rào, hàng rào rồi, hình như là không đi lên được nữa các bạn. Cái này chắc là đi lên trên núi thôi, trên núi. Còn ở phía trên này nữa thì lại có một cái kiểu như là một cái cửa trời này. Đây, bây giờ mình sẽ đứng đây kiểu như là mình đang đứng ở giữa vị trí luôn, kiểu như là một cửa trời các bạn,
nó thẳng hun hút xuống luôn này. Ồ, nó hun hút nó xuống luôn, nhìn trông như là một cái gì đấy, nó rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là hút luôn. Đẹp lắm các bạn. Đến nơi đây tham quan thì cũng rất là tuyệt vời. Để những cái núi đá ở trong hang động, những cái nét tự nhiên. Đây thì vẫn còn một cái lối đi lên nữa. Và cái lối đi lên này thì người ta có cắm một cái biển là lối đi lên khu sân khấu. Mình cũng chưa hiểu là đây là sân khấu gì. Thấy trên này thì nó cũng có những cái kiểu như là vị trí nó rất là rộng. Và nó có một cái, có nghĩa là cái vị trí rộng có thể là tổ chức một cái chương trình văn nghệ gì đó ở đây được các bạn ạ. Vì đây nó cũng khá là rộng ấy. Bên dưới này thì nó vẫn có lối đi xuống nữa các bạn này. Nó có lối đi xuống ở bên dưới này. Đây cho các bạn xem. Ở bên dưới này thì vẫn có một lối đi xuống, đi sâu vào trong nữa. Thì chắc là bây giờ Sơn sẽ di chuyển xuống phía dưới đó. Ở đây thì Sơn thấy người ta viết một cái biển là lên vách động. Lên vách động là đi theo cái lối này thì là lên vách động. Nhưng ở dưới này thì có vẻ là hơi tối các bạn ạ. Dưới này có vẻ hơi tối. Sơn sẽ đi vào bên trong nữa. À, bên này thì có một cái cửa này các bạn này. Bên này có một cái cửa đây. Có một cái cửa đi ra nữa. Nhưng cửa này thì không biết là thông ra đâu, nhưng mà cửa này thì đóng rồi. Cửa này là bị đóng rồi. Và chắc là Sơn sẽ đi vòng sang đường bên này thôi. Đi vòng sang đường bên này. Và sẽ vẫn vòng lên cái lối cái cổng trời đấy các bạn. Lối cổng trời. Cái cửa trời rất là đẹp. Đấy. Thì đây vẫn là một vòng. Nói chung là theo như Sơn quan sát thấy thì trong hang động này nó cũng không quá sâu. Nó không quá sâu. Nhưng mà nói về độ rộng thì trong hang động này cũng khá là rộng luôn. Khá là rộng các bạn nhé. Còn về cái độ sâu thì nó không có quá sâu. Đây, chắc là sẽ đi lên cái núi cổng trời bên trên này một xíu nữa này. Sau đó là chắc là lên đây sau đó là đi xuống thôi. Bởi vì là cái vị trí trên này thì Sơn thấy hình như là nó cũng hết rồi. Chỉ đến đây là hết rồi các bạn. Vừa rồi thì Sơn cũng đi quan sát hết một vòng ở trong hang động Tam Thanh này rồi các bạn ạ. Hang động này thì khá là rộng, nhưng nói về độ sâu thì cũng không sâu lắm. Và đặc biệt trong cái hang động này thì có một cái vị trí gọi là vị trí cổng trời đấy. Có một cái vị trí cổng trời thì rất là đẹp. Bởi vì nó có một cái cửa kiểu như là một cái cửa nó chọc thẳng lên trời đấy các bạn đấy. Thì cái vị trí cổng trời cũng khá là đẹp trong cái hang động Tam Thanh này các bạn này. Đấy, còn một số những cái vị trí khác thì Sơn thấy thì nó cũng chỉ là những cái hình về những cái hình đá và nó vẫn là những cái khối nhũ đá khi mà được những giọt nước giọt xuống để hình thành lên những khối nhũ đá đó. Còn những cái khu vực ở xung quanh ở đây thì nó cũng không đi quá sâu. Đấy, thì còn một chút xíu ở bên này nữa thì chắc là Sơn sẽ lên nốt cái phía bên này. Nốt một cái phía bên này một chút xíu nữa xem là bên này nó còn cái gì nữa không. À, đây thì Sơn thấy là có ghi là biển là những hang rơi các bạn này. Hang rơi thì chắc là cái vị trí bên này thì sẽ có rơi, kiểu như là con rơi trứng ngự ở đây nhiều ấy. Đúng rồi, bởi vì phía bên dưới này thì Sơn thấy là cũng có khá nhiều phân rơi các bạn ạ. Khá nhiều phân rơi, đây như các bạn xem này. Phân rơi nó có mùi á. Ở đây hơi mùi. Nhưng mà bây giờ thì lại không thấy có con rơi nào. Chắc là ban ngày thì rơi nó bay hết ra ngoài rồi.
Các buổi tối thì nó sẽ về đây để nó chứa ngự và ngủ ở đây. Đó, đây đúng là khu vực hang rơi. Vì những phiến đá đây thì nó đen xì một phân rơi nữa các bạn này. Đấy, đây như các bạn xem này, nó đen xì mà có một cái mùi hôi rất là khó chịu. Còn đây là cái lối này thì chắc là sẽ nghĩ là cái lối đi ra thôi, chắc là cái lối đi ra các bạn. Đâu một cái là đi vào trong này thì nó mát bởi vì hang động nó rộng, với hai nữa là nó lại có thêm cái cổng trời đấy các bạn, có thêm cái cổng trời cho nên là đi vào trong này nó khá là mát, nó có kiểu là hút gió, nó hút gió từ cái cổng trời đấy hút xuống cái hang động này cho nên là khá là mát các bạn. Còn đúng rồi, đây là lối đi xuống rồi, lối đi xuống rồi. Bên này thì còn một cái lối đi nữa này, nối lên lầu Vọng Thị. Lầu Vọng Thị. Đây các bạn này, có một cái lối đi lên trên này nữa. Thôi chắc là Sơn sẽ đi lên đây nữa, sẽ đi lên nữa ở bên phía bên trên này nhá, đi bên trên này xem là bên trên bên lầu Vọng Thị này là còn cái gì nữa không nhá. Ngày hôm nay Sơn đi vào đây thì khá là vắng vẻ vì nó là ngày đầu tuần, ngày thứ hai các bạn, cho nên là du khách cũng không có đông du khách đến đây tham quan đâu. Đấy, với hai nữa là bây giờ thì nó cũng là buổi trưa rồi. Đây rồi. Hay quá các bạn ơi, nó đang đi lên, đang đi lên một cửa. Ôi, đã sơ một xíu, chỉnh lại ánh sáng. Đây, xong rồi Sơn đi bộ lên theo những cái bậc thang mà có biển chỉ dẫn là lên lầu Vọng Thị. Thì cái cửa hang đấy đây các bạn này, cửa hang để đi lên thì nó lên khu vực này, nó lên khu vực trên này. Và khu vực bên trên này thì nó lại xuyên ra một cái ngang chừng của đồi. Mà đây thì lại ghi là biển là lầu Thượng Thanh. Đây, xuyên ra một quả đồi và được nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bên kia thì có núi đá và bên dưới có nhà dân, và bên dưới này nữa thì lại có một cái lối đi nữa các bạn này, có một lối đi bộ cầu thang. Thì bây giờ chắc là Sơn sẽ đi theo cái lối đi này và đi xuống xem đó nó dạy xuyên ra đâu các bạn nhá. Tôi nghĩ là chắc là đây là nó sẽ đi xuống, chắc là vẫn là đi xuống dưới cổng thôi các bạn, vì có lối đi này thì hy vọng là nó sẽ xuống dưới bên cổng kia để Sơn đỡ phải đi bộ vòng xa nữa. Đến đây thì đi theo cái lối cầu thang này thì rồi, bây giờ mình đã hình dung ra được rồi. Đúng là nó vẫn đi xuyên ra cái lối cổng. Và bên xuống bên dưới này thì có ngôi đền thờ. Đúng rồi. Thế là vừa nãy là mình đi một vòng trong cái hang động đó. Hang động này thì kiểu như là trong một cái núi đá bị rỗng. Và do đó mình đi một vòng tròn trong đó. Và bây giờ thì sẽ xuyên ra đây. Đây rồi. Xuyên ra đây, hy vọng là ở đây là sẽ có vị đường để đi xuống. Hy vọng là đây sẽ có đường đi xuống, có đường đi xuống luôn các bạn nhé. Ra đây cũng có bắt gặp ba du khách này. Xin chào các bạn nhé. Các bạn cũng đi chơi tham quan ở đây à? Thế đã đi vào trong hang động chưa? Cũng đi ra đường này luôn à? Ôi thế á? Thế ba bạn là ở đâu đi chơi đây? Cũng người Lạng Sơn luôn à? Đấy các bạn xem. Bắt gặp ba du khách, ba cô gái rất là xinh. Thế này bây giờ chắc là mình xin phép để ba cô gái bỏ khẩu trang một tí được không? Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gái xứ Lạng này một xíu thôi. Cho mọi người. Không, thực ra thì đây như các bạn quan sát đây thì mình thấy là ba cô gái rất là xinh. Nhìn qua cái thì cảm giác là ba cô gái rất xinh. Bây giờ thôi. Không,
chị ấy thì cũng sinh rồi, nhưng mà theo như mình, theo như cái suy nghĩ của mình thì con gái và phụ nữ thì tất cả mọi người đều là sinh, không có người xấu. Nhưng mà bây giờ thực sự là mình rất muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ba bạn và ok. À rồi thì bây giờ thì xin giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, cũng là xin giới thiệu với ba bạn nhé. Mình tên là Sơn, hiện tại thì mình đang quay về YouTube. Quay YouTube thì hiện mình kênh của mình là kênh Sơn TV. Và ngày hôm nay thì mình cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Thì bây giờ xin phép ba bạn cho mọi người, cho khán giả được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con gái xứ lạ một xíu được không? Thôi thế bây giờ mình tắt máy đã nhá. Ok bây giờ rồi tắt máy rồi. Bỏ đi, bỏ khẩu trang đi cho mọi người. Không thật. Không, anh tắt máy rồi, tắt rồi. Tắt rồi, thật là tắt rồi. Tắt rồi. Anh ở bên Lào Cai. Ừ. Nhưng mà lên spa chơi cơ. À spa thì trên đấy thì có nhiều view đẹp lắm. Anh lên đây có cảm nhận thế nào? Bây giờ là em đang phỏng vấn anh đúng không? Ok, anh rất là thích có một cái cái người nào đó và kiểu như là lấy lại cái hỏi về cái cảm nhận của mình. Thì em là người ở đây mà. Ừ đúng rồi. Thì cái cảm giác mà khi anh đặt chân đến đất xứ Lạng này thì anh có một cái cảm giác rằng nó có rất là nhiều. Thứ nhất là nó có một cái điều đặc biệt đó là về cái món ăn. Món ăn đó là cái món lợn quay và món vịt quay. Ồ, tất nhiên là lên đây thì anh phải bắt buộc đầu tiên là anh phải đi thử thức cái món ăn đó đã. Anh lên được 2 ngày rồi. Và tiếp theo thì anh đã cũng đến một số những cái điểm tham quan du lịch cũng như theo như cái truyền thuyết từ ngày xưa, ví dụ như là nàng Tô Thị này hay là và thành cổ ấy. Không, anh cứ gọi nó là thành cổ, thành đấy thế rồi là bây giờ thì anh cũng gần như là đã đi hết ở cái khu vực động Tam Thanh này rồi, chùa Tam Thanh. Và trong thành phố này rồi. Trong thành phố này anh chưa đi hết. Có nghĩa là cái khu vực này anh trong ngày hôm nay và có thể là ngày mai nữa thì anh sẽ đi hết tất cả những cái điểm tham quan du lịch ở khu vực nơi đây. Trong tỉnh Lạng Sơn này. Và đến kết thúc cái đoạn đi quay ở trong hang động và trong chùa Tam Thanh này thì đến đây là cái đoạn anh cũng đang định kết thúc rồi, thế nhưng mà một cái điều rất là may mắn và nó cũng là tình cờ thôi thì được gặp ba em ở đây. Và là người con gái xứ Lạng này, anh cảm giác là rất là thân thiết với du khách cũng như là mọi người. Đấy thì anh cũng muốn được chiêm ngưỡng cái hình ảnh cái không em ơi không cần đâu đây nè. Không, anh chỉ lướt hình ảnh các em chỉ khoảng tầm 30 giây thôi. Không anh chỉ ghi hình ảnh khoảng tầm 30 giây thôi, anh chỉ lướt đi qua thôi chứ anh không có nghĩa là cái đấy thì không đây em đây anh bỏ anh không nhìn trực diện vào các em nữa đấy. Không thật mà mình vô tư mà em bây giờ học luật và em ở dưới Hà Nội, mà thứ ra quê bọn em ở đây nhưng mà bạn này là không ở đây, em đưa để đi chơi. Ok, thế thì anh đã hiểu rồi, có nghĩa là ba người học cùng nhau. Anh xin phép ba bạn bạn gái bên cánh phải Bắc Cạn à? Anh cũng đang dự tính tới là đi hồ Ba Bể đây, Bắc Cạn đây. Em bỏ lốp một khẩu trang một chút để cho xin phép anh được bấm máy một tí được không? Đây nha các bạn nhá, suốt từ đầu đến giờ thì các bạn đã được nghe câu chuyện giữa mình và ba bạn gái này. Bây giờ anh để máy á? Không. ba người con gái rất là xinh, học cùng với nhau trong một trường luật đúng không? Và bạn ngồi giữa này, bạn theo như nói chung là con mắt mình nhìn nhá, thì bạn ấy là một người rất là hòa đồng và gì gì đó. Và hai bạn ở bên đây nữa thì cũng khá là xinh, cận cảnh hơn cho mọi người một xíu nhé. Rồi vậy thôi các bạn nhé. Thực sự là mỗi một lần mình đi quay ấy, thì mình cũng có cái duyên để gặp rất là nhiều những bạn con gái rất là xinh, cũng như lần nào mình đi quay tất cả trong những clip của mình thì gần như là cũng gặp được những người con gái rất xinh. Mà có cái điều đặc biệt ở trên khi mình đi quay trên đất Hà Giang ấy,
Hà Giang em thì Hà Giang rồi. Ở Hà Giang thì mình đi khá nhiều. À, trên đấy thì có nhiều người con gái người Mông ấy, thì nó có một cái nét sinh tự nhiên và cái người Mông ấy thì họ tự nhiên lắm. À, mỗi khi mà mình muốn tiếp xúc để ghi hình họ thì họ cũng rất là vô tư và tự nhiên. Nhưng mà nói gì thì nói, như bây giờ thì mình đang ghi hình ảnh của ba bạn gái đây thì người Bắc Cạn thì mình thấy người Bắc Cạn là có vẻ hơi ít nói một xíu. Nhưng mà hai người Lạng Sơn này thì rất là xinh. Đấy, gái xứ Lạng các bạn nhá. Còn bây giờ thì chắc là mình cảm ơn ba bạn rất là nhiều vì trong cái quá trình từ nãy giờ chúng ta đã được tương tác qua lại rồi. Tương tác qua lại đúng không? Ok. Sau một hồi Sơn đi vòng tròn theo cái lối lên đây này các bạn này. Đây, cái lối lên lúc Sơn đi lên đây thì chính là cái lối này. Cái lối đi lên hang động đây. Và vào trong các thứ thì một vòng thì Sơn lại đi ra cái lối bên này. Sau đó là đi ra bằng cái lối bên này. Và chắc là Sơn sẽ kết thúc video ở đây thôi các bạn nhé. Để Sơn đến một cái địa điểm nữa. Một cái địa điểm khác nhưng nó vẫn thuộc khu vực đất Lạng Sơn này. Bây giờ thì Sơn xin phép được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ạ.